tháo và cầu xếp vận chuyển dầm. Việc tháo khuôn đúc dầm, cầu xếp và vận chuyển dầm là rất quan trọng, cần tuân thủ chặt chẽ quy trình thi công. Vì đây là chế tạo dầm Double T có sườn phụ, nên trước khi cắt cáp cần phải tháo khuôn bản đáy dầm và khuôn các sườn phụ. Điều này rất quan trọng để đảm bảo cho dầm có thể biến dạng tự do sau khi cắt cáp. Khi bê tông đảm bảo cường độ trên 100 MPa sẽ cho phép cắt cáp. Sau khi cắt cáp, độ vòng của dầm nằm trong khoảng 4-5,5%, dầm phải vòng đều và độ vòng cao nhất nằm tại điểm giữa nhịp dầm. Tiếp đó, tháo toàn bộ cốt pha dầm để có thể cầu xếp. Sau khi chuẩn bị vị trí xếp dầm và kê con kê đúng vị trí móc cầu, phải sử dụng cầu trục, cầu cân bằng trên cả 4 móc cầu, nhấc thử dầm. Nếu không còn bám dính và các móc cầu làm việc cân bằng, sẽ cầu và xếp dầm vào vị trí. Trong 7 ngày đầu tiên, không nên chồng các dầm lên nhau. Sau 7 ngày, có thể xếp chồng 3 dầm lên nhau với điều kiện các thanh kê thẳng hàng và nằm đúng vị trí móc cầu. Sau 14 ngày, cho phép cầu dầm lên xe vận chuyển chuyên dụng, có kê và chằng buộc đảm bảo để có thể vận chuyển dầm đến công trường thi công.